Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi đang đứng ở một cái đồng quê của Củ Chi. Quý vị và các bạn có nghe không? Cái âm thanh của Đài Tiếng Nói Nhân Dân huyện Củ Chi không? Đó, cái âm thanh đó nó vọng vào. Thì ở Củ Chi thì vẫn giữ cái tôi vẫn giữ cái truyền thống là cứ khoảng 5 giờ thì cái đài Củ Chi sẽ hát một bài là dân Củ Chi diệt thù ta cứ đi. Tuy nhiên là hôm nay thông qua cái video này tôi tặng đến quý vị và các bạn một cái đặc sản ở Củ Chi là bò tơ Củ Chi. Lý do tại sao tôi lại đưa ra một cái thông điệp là bò tơ Củ Chi? Vì quý vị và các bạn biết không, tôi có rất là nhiều người bạn từ nhiều nguồn khác nhau, có thể là bạn ngoài cái bạn phổ thông nè, bạn mà đấu giá nè, bạn đồng nghiệp là luật sư nè, rồi một số bạn về những cái khóa học khác nữa. Các bạn bảo vậy chứ Thu ơi, ở Củ Chi cái gì nổi tiếng? Tôi bảo là bò tơ Củ Chi. Mà quý vị và các bạn biết không, ở Củ Chi thì có rất là nhiều cái quán ăn nổi tiếng, có thể rằng là bình dân có nè quý vị, rồi nổi tiếng gọi là cái chi phí mà để mà vô quán thì nó cũng cao cũng có nè. Sắp tới đây tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn biết được rằng là quê tôi có món Củ Chi bò tơ. Cái câu chuyện đã bắt nguồn từ cái một người bạn. Bạn bảo với tôi rằng là ở Củ Chi của bạn á, rồi có bò tơ Củ Chi, vậy chứ còn nuôi bò không? Ngẫm nghĩ một hồi và cũng thấy quê quê. Tôi bảo chứ hình như mình cũng không thấy bò bạn ơi. Đây, và hôm nay tôi quyết định tôi quay một cái một vài con bò để cho quý vị và các bạn biết. Thật sự ra là trong cái việc cơm áo gạo tiền bôn ba hàng ngày, cho nên tôi cũng không có một cái dịp để mà ngắm cái cảnh thiên nhiên. Quý vị và các bạn biết không, công việc á, thì nghiên cứu hồ sơ nè, rồi học hành nè, đủ thứ mọi cái, rồi con cái nó đã cuốn lấy tôi. Và tôi cũng gần như không đủ cái thời gian để làm công việc gì khác. Tối thì thức tới 12 giờ và tới sáng thì khoảng 6 giờ dậy, cuốn cuồng trong cái công việc, trong cái bộn bề của cái công việc. Và thế là ngày nọ tiếp nối ngày kia. Có một chuyện cũng vui lắm. Tôi ở vùng Củ Chi thì chị mới bảo tôi rằng là em ơi, tôi mới nói nhà tôi ở đó, ở cái vùng đó. Thì mấy bạn nói rằng là nhà ở cái vùng đó, tôi có việc tôi cần đến chị. Mà khi mà tôi đi hỏi thì mấy người ta nói rằng là ở cái vùng này không có cái bà nào tên Thu. Quý vị và các bạn thấy không? Và đó cũng là một trong những cái lý do mà tôi cảm nhận rằng mình cũng thiếu về cái tình làng nghĩa xóm quá. Trở lại cái câu chuyện của tôi nha quý vị và các bạn. Trở lại cái câu chuyện của tôi là cái câu chuyện về bò tơ Củ Chi. Đứa bạn bảo Củ Chi có nuôi bò không? Nghĩ hoài, nghĩ mãi, hình như bạn ơi, mình cũng không thấy bò. Thật sự ra là mình cũng không thấy bò ở Củ Chi. Và rất là mắc cỡ và rất là vui khi mà bạn nói câu đó. Và về quyết định là làm một cái video về bò tơ Củ Chi. Quý vị và các bạn nếu muốn đi Củ Chi thì cách dễ nhất là quý vị lấy cái tâm điểm là cầu vượt An Sương. Và khi mà cầu vượt An Sương thì quý vị đi vào khoảng chừng độ khoảng chừng 15 đến 20 cây số nữa thì các bạn đi tới cái cầu vượt gọi là cầu vượt Củ Chi.
Thì ở trung tâm cầu vượt Củ Chi thì các bạn có thể là đến search ở trên Google có những món như là quán Xuân Đào, bò tơ Xuân Đào, bò tơ Hồng Đào, quán Xuân Anh hoặc là Kim Mã, đó là những cái quán nổi tiếng. Tuy nhiên rằng nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn cái túi tiền mình nó không được nhiều mà mình là sinh viên nữa thì mình sẽ đi ngắm cái đi ăn cái những cái món như là quán Hai Nghẹo và Ba Đẹo, đó là những cái quán bò nó không gọi là không có chi phí, nó cũng không cao. Thì mấy bạn biết không, ở Củ Chi có những cái món đặc sản như là cháo dựng bò, ngon lắm quý vị ơi, nói không là đã chảy nước miếng rồi. Cháo dựng bò là nấu bằng cái gu của cái bò, tức là những cái mà tùm lum hết sụn rồi tất cả những cái thứ đó, rồi cộng với củ mì Củ Chi, rồi đậu phộng nè, có thể là đậu xanh, rồi những thứ khác nữa. Một số nơi thì họ có bỏ cả củ lan nữa đó, quý vị và các bạn thấy một số chú bò không? Cháo dựng bò đó, nếu biểu quý vị và các bạn kêu là cháo dựng bò Củ Chi. Rồi tiếp tới là gọi là bò kho cơm cháy, ngon lắm quý vị và các bạn. Nếu chúng ta không có một cái bí quyết về bò kho thì rõ ràng chúng ta sẽ không thể nào kho được cái món bò kho cơm cháy quê tôi đâu. Thì chắc chắn tôi sẽ quay video để tặng cho quý vị và các bạn từng cái món bò kho cơm cháy, từ cái món cháo dựng bò, để quý vị và các bạn biết được rằng là biết đâu mình có ai đó hay là mình đi ra mình mua bò thì mình biết được rằng là bây giờ mình sẽ làm cái món cháo dựng bò để đãi gia đình, hoặc là bây giờ mình sẽ làm cái món là bò kho cơm cháy. Đặc biệt nha quý vị và các bạn, cái món cơm cháy ngon lắm. Cơm cháy á, thì người ta sẽ nấu cơm sẵn rồi bắt đầu dùng cái bếp than và rán lên quý vị, và thấy mà cái nồi cơm cháy mà nấu bằng than củi á mà cái cháy mà nó chín vàng rụm. Bây giờ hiện đại rồi quý vị và các bạn biết không, bây giờ là nấu bằng cái than nấu bằng nồi cơm điện rồi, cho nên bây giờ mà đố các con hay đố các con của quý vị và các bạn biết nấu được một cái nồi cơm bình thường. Tôi nhớ có một lần tôi về với quê nhà bên má chồng tôi ở Kiên Giang á, và tôi không có biết nhóm bếp, thì bà bảo rằng là để mà nhóm bếp á, thì phải chụm những cái cây nhỏ nhỏ lại và để lại lên thành lớn. Và thế rằng là đó là một cái kỹ năng mà tôi sẽ dạy cho các con của tôi về sau này. Quý vị và các bạn biết không, thật ra trong cái cuộc sống bộn bề cũng không trách được những cái kỹ năng sống. Tuy nhiên rằng tôi ráng cố gắng để mà bồi bổ thêm cái kỹ năng cho các con, để sau này khi mà nó va đập vào trường đời thì nó cũng có những cái kinh nghiệm để mà sống. Cuộc sống như vậy đó quý vị và các bạn. Nếu chúng ta định hướng ở một cái định điểm A thì chúng ta sẽ không có định hướng được những cái điểm B. Tuy nhiên rằng là hạnh phúc thì do chúng ta tự chọn lựa. Tôi thì tôi có một cái thói quen là nhìn cái tất cả những cái sự vật hiện tượng dưới con mắt tích cực, chứ không nhìn với con mắt tiêu cực. Cho dù trong gian lao, trong khó khăn thì mình cũng phải cố gắng để mình đạt được mục đích. Và quý vị và các bạn có đồng ý với tôi hay không? Hôm nay rằng là để quay những cái chú bò tơ chú bò tơ Củ Chi để tặng quý vị và các bạn nha. Thêm một cái đặc sản không hẳn là bò tơ Củ Chi đâu quý vị và các bạn. Khô bò Củ Chi cũng là một trong những
món đặc sản của vùng quê quê tôi. Khu bò Củ Chi thì giá một số nơi mà uy tín á, họ sử dụng là thịt bò 100% á, thì nó vào khoảng 700.000 đồng một ký khô bò nha quý vị. Chứ những cái khô mà họ bán tràn lan đại hại ở trên cái mạng là 200-300 là không phải. Vì tôi nghĩ rằng là nếu mà một thịt bò, sau đó bao nhiêu ký thịt bò rồi lại đem ướp tẩm rồi khô nữa mà nó ra được một ký thịt bò, nó không phải là giá 700 thì rõ ràng rất là không phải là thịt bò thật rồi, có trộn hương liệu hay trộn một cái gì đó để tẩm, gốc không phải là gốc của thịt bò. Tặng quý vị và các bạn một chút cảnh vùng quê Củ Chi để cho một ai đó đừng trách tôi rằng là Thu ơi, ở Củ Chi bây giờ còn nuôi bò hay không, thì tôi sẽ trả lời còn chứ, Củ Chi mà. Bò tơ Củ Chi nếu không còn bò thì làm sao ra được cái món bò tơ Củ Chi. Bò tơ Củ Chi là chắc chắn 100% bò nha quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái trải nghiệm, những cái tâm sự của tôi. Xin trân trọng cảm ơn.